Xin chào mọi người, hôm nay là một ngày đẹp trời. Mình sẽ dẫn mọi người lên núi khám phá và thưởng thức món lẩu bò. Mọi người cùng đi khám phá với mình nhé, let's go. Đây chính là cung đường đèo nối từ xã Tùng Vài cho đến xã Cao Mát Pờ, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. Trên đường đi mình gặp các em nó đang tắm suối giữa trời nắng chang chang như thế này, giống mình ngày xưa đấy, cháy đen xì người. Còn đây là cung đường đèo nối từ trung tâm xã Cao Mát Pờ lên đến mốc biên giới Việt Trung số 291/2 và đồng thời cũng là đường tới nơi chúng ta ăn lẩu bò. Sau gần một tiếng đi từ nhà mình thì chúng ta cũng đã tới nơi mà chúng ta cần tới. Nơi chúng ta cần tới đó chính là homestay mang tên Núi Hoa tại xã Cao Mát Pờ, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. Khi nghỉ dưỡng tại đây vào mỗi sáng sớm, du khách có thể chiêm ngưỡng những biển mây cực kỳ là tuyệt vời. Và đặc biệt không khí ở đây vào mùa hè rất là mát, không cần sử dụng điều hòa hay quạt điện đâu nha các bạn. Vì ở đây có một cái điều hòa tự nhiên mang tần suất lớn, mát lạnh quanh năm, không phải ở đâu cũng có. Nhưng vào mùa đông thì khá là lạnh, thậm chí có cả băng tuyết. Nếu du khách muốn trải nghiệm cái không khí lạnh có băng tuyết thì hãy đến đây vào mùa đông tầm tháng 12. Còn muốn tránh nóng nghỉ mát thì hãy đến vào mùa hè nhé. Vào tới đây, người chưa thấy nhưng đã thấy mấy em cún nồng nhiệt chạy ra chào đón. Mình nhắc lại, mừng đón thôi nha, chứ mấy em không có cắn đâu. Em cún này chính là một bà mẹ bỉm sữa đấy các bạn ạ. Chưa kịp quyết đồ đã phải hái đào để ăn rồi. Phải nói hôm nay thời tiết rất là đẹp luôn các bạn ạ. Đến đây rất là nhiều view sống ảo, các bạn đứng chỗ nào cũng có ảnh đẹp luôn. Ở đây thì có cả dịch vụ lưu trú và không lưu trú, các bạn có thể ở đây qua đêm hay là không cũng được. Hôm nay bọn mình lên đây chơi một buổi chiều thôi và chúng mình đã đặt một cái nồi lẩu bò với giá chỉ là 600.000 cho 4 người ăn. Lẩu bò vừa ngon, khung cảnh vừa đẹp, quá là chill luôn các bạn ạ. Theo mình nhận xét thì nồi lẩu bò rất là ngon, giá 600k ở một nơi quang cảnh tuyệt vời giáp biên giới cho 4 người ăn như thế này thì cực kỳ là hợp lý. Ngay lối vào của homestay thì các bạn có thể thấy một cái gương để sống ảo. Và mình thấy ở đây có một điều đặc biệt là cái bồn rửa tay này nó bằng gỗ các bạn ạ. Sau khi ăn uống no lê xong rồi các bạn có thể ra để sống ảo. Ở đây thì cho thuê các cái trang phục dân tộc với giá là 30k một người thôi nha các bạn. À 30k một bộ. Các bạn có thể thuê để mặc giống như bạn mình đang mặc kiểu. Đó, mình vừa review sương sương một chút như vậy. Còn bây giờ thì các bạn cho mình trầm tư một chút nha. Nơi bình yên nhất không phải là nơi hoang sơ và tĩnh lặng, là giữa con phố chốn đông người. Anh nắm tay em bước đi và nói rằng, giữa bồn bề sóng gió ở ngoài kia, thật may là mình vẫn đang còn nắm chặt. Và đừng vội rời xa anh đêm nay, vì tình yêu này là số phận sắp đặt. Ok, sắp đặt vậy đủ rồi, còn bây giờ thì đi thanh toán thế nào. Các bạn có thể thấy 4 người ăn uống no lê và tiền thuê trang phục chỉ hết 674k. Quá là rẻ đúng không các bạn? Thoáng cái thì cũng đã gần 6 giờ chiều và bọn mình đi về đây. Các bạn vào để được các em cún nó chào đón, còn các bạn đi về thì cũng được các em cún nó ra tạm biệt. Quá là dễ thương luôn các bạn. À, còn một điểm mình chưa nói cho các bạn, đó chính là anh nhân viên ở đây thì phục vụ cực kỳ là nhiệt tình luôn các bạn. Với cái chế độ phục vụ và giá cả thì mình sẽ đánh giá ở đây mức 9,5 điểm. Còn bây giờ thì chúng mình sẽ đi về đây, hẹn gặp lại các bạn vào trong video lần sau.